Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay công ty tư vấn mặt bằng chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng một dòng sản phẩm mới của công ty chúng tôi mới nhập về. Đây là máy kiểm tra mã vạch RGS 4000L, D4000L. Thì ngay bây giờ chúng tôi sẽ tập hợp chiếc máy này xem bên trong chiếc máy có những gì nè. Xin mời quý vị theo dõi nha. Đây, chiếc máy này được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ nhé quý vị. Đây. Vâng, đây là phần bên trong máy. Thì ở trên thì nó sẽ có một cái lớp mút. Lớp mút để che lại cái thiết bị bên trong, chống sóc hay là va đập khi vận chuyển. Đây là mút rất là trắng. Đây là bên trong máy. Bên trong máy chúng ta có thể nhìn thấy đây là một cái operator guide, có nghĩa là cái hướng dẫn vận hành máy ha. Của cái máy là D4000 laser. Đây là cái hướng dẫn vận hành. Cũng thật là hướng dẫn vận hành. Vâng, đây là một vài cái thông tin về máy. Đây là những cái barcode. Những cái barcode để chúng ta có thể kiểm tra, để chúng ta có thể sử dụng cái máy này kiểm tra cái barcode này, test máy ha. Đây, những giấy tờ kèm theo máy, đây là những cái code mà máy có thể đọc được và hiệu chỉnh được ha, và kiểm tra được. Đây là những cái tiêu chuẩn của hãng đưa ra. Đó là những tài liệu mà đi kèm theo máy. Thì bây giờ thì máy gồm gì? Máy gồm một cái máy kiểm tra mã vạch, thì gồm một thiết bị phân tích, thiết bị nhận dữ liệu phân tích. Đây là thiết bị nhận dữ liệu phân tích RGS 4000, D4000 ha. Thì đây là cái máy phân tích. Trên này có gồm có bốn nút ha, bốn nút để hiểu, để chúng ta tùy chọn setup hoặc là điều chỉnh. Đây là những cái đèn để báo hiệu về cái mã vạch ha. Ở đây chúng ta, ngoài sau chúng ta sẽ có một cái cổng kết nối giữa máy quét mã vạch, máy quét mã vạch, máy kiểm tra mã vạch với cái máy phân tích, và có cái cổng adapter và cái cổng spare interface, cái cổng này để kết nối với máy in ha. Đây là thằng máy. Tiếp tục, quanh thân máy chúng ta có một cái máy quét. Đây là cái máy quét dùng để kiểm tra. Máy quét có mã hiệu là CR, CR2 quét thì laser. Trên thân máy quét nó có một cái tem dán để hướng dẫn chúng ta cái cách, cái góc độ và khoảng cách để quét mã vạch, sao cho để kiểm tra cái mã vạch một cách tối ưu nhất. Đây là hình kiểm tra góc độ hướng dẫn. Đây là dây kết nối máy quét, gồm một cái quét và dây kết nối với máy kiểm tra, máy phân tích. Chúng ta kết nối rất là dễ dàng như vậy thôi. Đó là trọn bộ của máy. Thì một phần không thể thiếu nữa là pin ha. Pin là của hãng đi kèm với máy. Pin này thì không recharge được nha quý vị. Bên này xài hết thì chúng ta sẽ thay bên khác. Và ở đây có cái adapter, khi mà có một lựa chọn nữa là ta cắm adapter vào và kiểm tra trực tiếp ha, chứ mình không có recharge pin bằng cái máy này được. Đây, muốn recharge thì mình sẽ sử dụng pin rời để recharge nó ha. Đây là trọn bộ máy kiểm tra mã vạch. Thì máy kiểm tra mã vạch này có chức năng gì, có ứng dụng gì? Máy kiểm tra mã vạch này thường ứng dụng trong cái ngành sản xuất ha, dùng để xuất hàng hóa đi nước ngoài, những lô hàng hóa có giá trị hàng triệu đô. Khi mà chúng ta không kiểm tra cái mã vạch đó, và khi xuất ra bên ngoài, xuất ra các nước khác mà không đủ tiêu chuẩn, thì hàng sẽ bị trả về, gây mất rất là nhiều thời gian và tiền cũ ha, thất thoát rất là nhiều tiền cũ. Chúng ta trang bị chiếc máy này thì dùng để kiểm tra mã vạch, và sau đó hàng hóa có thể xuất ra bên ngoài.